cũng biết anh đang hỏi TV này nha mọi người. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yêu nữ lắm nè. Em giờ đây đang quan tâm về một ai khác. Hey yeah yeah. Nước mắt còn rơi mãi chờ ngỡ đi mất rồi. Giá như một cơn. Hay là anh gặp ba má xin được giúp em về nhà để giữ em của riêng anh cả đời.